Chào các bác nhá, chào anh em đam mê. Như clip trước thì các bác đã thấy đây là một cây xẻng đa năng, xẻng quân dụng, xẻng đa năng, dùng để cho anh em đi săn, đi phượt, đi săn bẫy nhá, đi phượt nhá. Rồi xẻng tự vệ rất là nhiều chức năng. Hôm trước tôi đã giới thiệu sơ cho các bác rồi. Hôm nay tôi giới thiệu chi tiết cho các bác các bộ phận, cách nắp và ứng dụng của từng bộ phận một cho các bác nắm được nhá. Đây, đây là một cái bộ sản phẩm mới nguyên mà khi các bác nhận hàng được thì nó gồm như thế này. Bây giờ tôi sẽ mở ra này và hướng dẫn các bác cách nắp, cách dùng luôn nhé. Đầu tiên là một chiếc xẻng, một cái lưỡi xẻng và một cái khúc cán dưới nhé. Và cái bao bì, để các bác bỏ cái bao bì này ra. Cái này là cái bọc lưỡi thôi. Đây các bác quan sát này, cái lưỡi này không quay gần này. Cái lưỡi này nhé, rất là dày, bằng thép dày, khoảng gần 3 ni. Một bên sườn này là hình lưỡi cưa thì giúp các bác có thể là cưa cành nhé. Cái đây này là cái nhàm, giúp các bác bật nắp chai hoặc là cậy những cái khe nhàm nhé. Ở phía bên này là đánh thành cái lưỡi sắc, lưỡi bén sắc để giúp các bác chặt cây. Còn phía này là giúp các bác là sắn đất hoặc là cuốc đất nhé. Thì đầu tiên như này, các bác muốn dùng ở chức năng xẻng thì cái vòng này này, cái vòng này là vòng lên xuống, vòng tăng lên xuống nhé. Các bác xoáy sang bên trái là nó sẽ tăng lên, nó tăng cái gen này lên để nó ghi cho chắc cái xẻng lại. Đấy. Cái phần cán này ấy, là bằng nhôm các bác nhé, bằng nhôm nhé. Phần lưỡi này ấy, là bằng thép nhé. Cái con ốc chốt này, ốc lục giác rất là to, chắc chắn nhé, các bác thấy không? Ốc 10 ni rất là chắc chắn. Khi các bác tăng sang bên trái, nó căng lên như này thì thành một chiếc xẻng cho các bác để các bác xúc. Thế đây là cái cán dưới cùng nhé. Cán dưới cùng nó sẽ cố định vào như thế này. Trong này thì nó sẽ còn cho các bác là hai khúc cán nữa. Đây, một khúc nhé, hai khúc đây, đựng trong cái bao bì này như này thì các bác để ra ngoài này. Thì trong hai cái khúc này thì lại có tiếp cho các bác, nó là một cái lưỡi dao, một lưỡi dao bằng thép, phía dưới là bén, phía trên là lưỡi cưa nhé. Và có một cái đầu tô vít nữa thì có thể nó nằm ở trong này luôn, hoặc nó nằm trong ống này, chắc nó nằm trong ống này rồi. Nếu nằm trong ống này các bác xoáy cái nắp này ra, cái nắp này ra, lấy cái đầu tô vít ra, lấy đầu tô vít ra. Đấy. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bác cái cách nắp để dùng các bác và để đi đào cuốc sắn xúc. Mà các bác dùng cả ba khúc thì các bác sẽ xoáy cái khúc giữa này, khúc nhẫn này này, khúc nhẫn này cho nằm ở giữa. Đây, các bác xoáy vào ở phía dưới này, phía dưới cùng đều có gen cao su để cho tạo ra cái độ im, không bị rung lắc nhé các bác nhé, không bị rung lắc. Đấy. Và các bác xoáy tiếp cái khúc tùy theo mục đích sử dụng nhé. Các bác dùng ngắn thì các bác xoáy hai khúc, dùng dài thì xoáy cả ba khúc nhé. Đây, dùng dài xoáy khoảng 3 khúc. Thì như này thì nó sẽ là một cái cây xẻng để cho các bác đi săn, đi đào, đi xúc đấy nhá. Thế còn các bác mà muốn biến nó thành cây cuốc thì cái ốc này, ốc co này, các bác xoáy sang bên phải. Các bác lưu ý nhá, xoáy sang bên phải thì nó sẽ hạ xuống, hạ này xuống thì các bác sẽ kéo được cái lưỡi này lên, mua góc lên. Xong các bác lại xoáy vào sang bên trái lại, xoáy về phía trái lại thì sẽ tạo thành một cái lưỡi cuốc như này, để giúp các bác sẽ cuốc nhé, giúp các bác sẽ cuốc. Đấy. Thì gọi là xẻng đa năng, rất là nhiều chức năng, các bác dùng mục đích nào thì được mục đích đấy nhé. Mà cái thao tác chuyển đổi thì rất là đơn giản. Đấy. Thì các bác để thẳng ra thì các bác phải là xúc được, cưa được, chặt cây được, phát cây được nhé. Đấy, chặt cây phát bụi được, đây để dẹp cái vị trí đặt bẫy chẳng hạn. Thế còn còn hai cái này đây, khi các bác muốn dùng chức năng này để các bác xoáy một cái khúc ra, các bác xoáy một khúc ra này. Đây. Ví dụ như cái khúc là khúc nhám thứ hai này, khúc nhám thứ hai nhé, khúc nhám thứ hai này thì nó sẽ có cho mình một cái đầu ắc nhựa mà có sẵn cái chỗ lục giác để các bác cắm cái đầu tô vít này vào. Đây này. Đấy, các bác thấy không? Thì như này thì cho các bác trong quá trình đi phượt mà xe cộ gặp sự cố, các bác lắp vài cái là các bác sẽ được một cái tô vít luôn nhé. Tô vít 4 cạnh, các bác quay lại thì sẽ được tô vít 2 cạnh. Đấy. Quay lại thì sẽ được tô vít 2 cạnh nhé. Đấy, đây được tô vít 2 cạnh. Cái tô vít này nó nằm trong cái chuôi này là có độ nhám này, là giúp các bác cầm ở đây xoáy để cho nó được chắc nhé, cho nó có độ nhám, độ bám tốt nhé các bác nhé. Đấy. Thế đây là cái chức năng tô vít. Đây còn chức năng dao ấy thì là sẽ
dùng ở trong cái ống nhẫn này nhá các bác nhá. Cái cán mà cái ống nhẫn này này thì sẽ có chức năng dùng dao cho các bác. Đấy. Đây là cái lưỡi dao. Lưỡi dao trên là lưỡi cưa, dưới là lưỡi sắc. Cái này là có đúc sẵn ra bác một cái lớp ren. Thì các bác xoáy vào phía này này. Đây phía trong rồi này. Phía trên này sẽ là ren nó nọt nhá các bác nhá. Các bác xoáy xuống ống dưới thì cái ren này sẽ vừa cho các bác. Đấy, vừa cho các bác luôn. Thì các bác thao tác như này thì sẽ thành một con dao. Và cái một khúc cán bên này thì sẽ tạo cho các bác thành một cái tô vít. Đấy. Các bác thấy không? Đây gọi là xẻng, nó gọi là xẻng đa năng là như vậy nhá. Mọi chức năng luôn, dùng trong mọi trường hợp. Thế này sửa xe, tự vệ hay là săn bẫy đào sới, cái gì cũng dùng được nhá. Đây còn thêm cả cái chức năng này nữa là chức năng báo động này các bác này. Gọi là gọi tín hiệu này. Đây các bác nhìn tôi này. Đấy. Bản chất nó là một cái còi nhá các bác nhá. Đấy, đây là cái còi. Các bác muốn dùng cái còi này không thì các bác tháo ra. Đấy. Đang đêm gặp cái gì đấy các bác báo động luôn. À, đây là chức năng còi nhá. À, chức năng còi này thì có sẵn cho các bác một cái khuy. Có thể các bác là móc cái khuy này vào mà các bác đeo lên ngực nhá. Đeo ngực để dùng riêng nó. Đấy. Đấy, đây là chức năng còi. Thì nhưng mà khi nó lắp vào xẻng ấy thì nó lắp sẵn vào đây cho mình. Để mọi thứ đều gọn gàng hết trong một cái bộ sản phẩm như này, rất là xinh xắn. Rất là xinh xắn, rất là đa dụng, đa năng trong mọi chức năng nhá. À, xẻng này, cuốc này, để chặt cây này, cưa này, cậy nắp này nhá. Thế rồi tô vít này, tô vít hai cạnh, tô vít bốn cạnh, dao lưỡi bén, dao lưỡi cưa, cậy nắp chai, đủ các chức năng. Rồi cả cái còi luôn nhá các bác nhá. Còi luôn đây. Đây là đầy đủ hết chức năng nha các bác nhá. Đây các bác nhá. Đây các bác lưu ý từng bộ phận này. Đây, khi mà các bác dùng chức năng nào thì các bác lắp vào chức năng đấy nhá. Dùng chức năng nào thì các bác lắp ráp vào chức năng đấy. Ở đây tôi giới thiệu chi tiết với các bác từng bộ phận một và cái cách dùng và cái tác dụng cái chức năng của mỗi một bộ phận nhá. Đây. Còn khi các bác không dùng nữa, các bác tháo ra thì nó rất là gọn gàng. Cái tô vít này thì các bác có thể để luôn ở đây. Để luôn đây cũng được. Và mình xoáy vào trong này. Đây, mình xoáy vào đây. Đấy. Các bác để luôn tô vít này nhé. Xoáy vào đây. Đấy, khi các bác dùng này. Và mình đấu nối tiếp vào đây. Thì lại được là một cây xẻng nhé. Cây xẻng. Thì cái nắp này thì xoáy lên trên. Để tạo ra cái tính thẩm mỹ nhé. Đây này. Cái này nó tính rất là nhiều. Cái này có thể giúp cho các bác phá kính thủy, phá kính cường lực trong những cái trường hợp mà cần thoát hiểm nha các bác nhé. Cần thoát hiểm thì để phá kính cường lực. Đây là cái đầu nhọn này. Hay là dùng trong những chức năng tự vệ khi về đi đêm hôm, đi một mình hay đi phượt nha các bác nhé. Nói chung là cái xẻng đa năng, đa tác dụng nhá. Rất là nhiều tác dụng, rất là nhiều chức năng. Mọi chức năng trong một cái bộ xẻng như này. Rất là gọn gàng. Chỉ có thế này thôi. Đây. Nhỏ gọn như này thôi. Nhưng mà đầy đủ hết tất cả chức năng cho các bác nhá. Mọi chi tiết thì các bác vui lòng xin liên hệ với các số điện thoại của shop. Hàng thì luôn là ship COD. Đi toàn quốc, các bác kiểm tra hàng, nhận hàng rồi thanh toán tiền cho người giao hàng. Các bác trước khi quyết định mua hàng vui lòng xem kỹ video này để các bác biết cách dùng